Xin kính chào quý vị đang xem chương trình Việt Build sức khỏe tâm lý gia đình và cộng đồng của đài Lý Đô Sài Gòn TV 18.9. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đài một tháng một lần cho chúng tôi cái cơ hội đến đây để mà chia sẻ cùng quý vị trong cộng đồng những cái tin tức căn bản phổ biến về tâm bệnh. Nhất là được gọi là dùng cái cơ hội này để nói thêm nhiều về hội, về cái lớp học. Thì hồi nãy phần đầu Peter có nói qua về cái lớp học khóa 11 của hội. Thì xin một lần nữa xin phép nhắc là quý vị nào đang hồi nãy phần đầu chưa coi, quý vị xin ghi xuống những thông tin sau đây. Đó là lớp học khóa 11 chúng tôi sẽ khai giảng vào ngày thứ Bảy 6 tháng Giêng năm 2018. Và hạn chót để ghi danh vô lớp học là Chủ nhật 17 tháng 12 năm 2018. Mục đích của lớp học là hỗ trợ các thân nhân đang chăm sóc người thân có tâm bệnh. Và chúng tôi một năm chỉ làm một lần mà thôi. Cho nên quý vị nào đang có nhu cầu, quý vị đang chăm sóc một người thân mà chúng ta không hiểu nhiều về tâm bệnh, muốn biết thêm, xin quý vị gọi để ghi danh, liên lạc với chị Anh Đào, hội trưởng, số điện thoại trên màn ảnh và email trên màn ảnh. Hạn chót để ghi danh là còn một tháng nữa, là ngày Chủ nhật 17 tháng 12 năm 2017. Khóa học hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền, và quý vị chúng tôi sẽ cho quý vị tài liệu miễn phí và quý vị sẽ được nghe những người bác sĩ chuyên gia về ngành tâm thần đến để cùng chia sẻ với quý vị cùng miễn phí luôn. Quý vị sẽ được gặp những người cùng hoàn cảnh để chúng ta chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, những cái kiến thức mà chúng ta chăm sóc để cho giúp cho mình chăm sóc người thân mình thật là tốt hơn. Thì cái này Peter sẽ nhắc lại mỗi đầu giờ, mỗi khi mà sau cái phần thương mại, Peter sẽ nhắc lại để cho quý vị nào chưa coi kịp á, để chúng ta ghi xuống. Thì bây giờ mình quay lại đề tài của mình ngày hôm nay bác sĩ, là cái những cái gọi là áp lực, những cái cần phải lo trong những ngày lễ của nước của người Mỹ nói chung đi. Là mình đang nói là những ngày lễ Thanksgiving, rồi sắp tới là những ngày lễ Noel, là những ngày lễ đối với người Mỹ rất là họ coi rất là lớn. Nhưng mà đi theo những ngày lễ đó là có rất nhiều những cái lo toan áp lực. Thì xin bác sĩ chia sẻ những cái đó cho mọi người cùng biết. Thì đúng rồi, chúng ta đang sống ở trên nước Mỹ, thành ra có những ngày lễ cuối năm, lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, rồi năm mới. Rồi đối với người Việt Nam, người Á cho chúng ta có một cái lễ khác nó cũng tiếp theo, đó là ngày Tết Nguyên Đán. Cho nên 3-4 ngày lễ nó dồn lại với nhau, hết lễ này đến lễ khác. Thành ra vui thì cũng có vui, nhưng mà thực sự ra trong cái vui đó nó cũng đem đến cho chúng ta rất là nhiều áp lực trong cuộc sống. Cứ mỗi cuối năm như vậy thì khí hậu nó thay đổi là một. Khí hậu nó lạnh, nó càng lạnh đi. Cách đây 2-3 hôm tôi mới nói chuyện với người bạn cũ ở trên thành phố Boston đó. Thì cái anh đó mới nói là bây giờ nhiệt độ ở trên đó nó xuống tới còn chỉ có 40 độ F, là khoảng chừng 22 độ C. Nó gần đông đá rồi, mới có tháng 11 thôi. Rồi chỉ trong vòng vài tháng thôi là tuyết bắt đầu xuống. Thì tuyết nó xuống nó có cái đẹp của nó, nhưng mà nó cũng đem theo nó những cái sự lạnh lẽo, những sự cô đơn, nhất là những người mà sống không có gia đình ở bên Mỹ này. Thì ngày lễ Giáng sinh, ngày tạ ơn Giáng sinh, rồi Tết Tây, Tết Ta, chúng ta phải lo lắng những người là bậc cha mẹ, anh chị thì phải nghĩ làm sao để mà có tiền để mà mua quà cho con em. Thậm chí có nhiều người phải lo để mà gửi tiền về cho những người thân bên Việt Nam nữa. Mãi cuộc sống ở bên Mỹ này thì quý vị cũng biết rồi, nó rất là chật vật. Nó nhiều người sống rất là cực khổ. Chúng ta không cần phải đi đâu xa hết, chúng ta chỉ cần bước ra ngoài thôi. Ở quận Cam này là chúng ta đã thấy có rất là nhiều người phải đi ăn xin để mà sống, hoặc là phải đi kiếm những cái lon nhôm, những cái chai nhựa để mà thâu về để mà bán để mà sống. Cho nên có được, nếu mà chúng ta có được tiền bạc để mà mua quà cho con em ở bên này, hay là gửi tặng cho người thân Việt Nam, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ cho đến những người xung quanh. Và chúng ta đừng có nên cho quá nhiều để mà người khác có được cái, nó gọi là cái false expectation, cái trông mong quá đáng ở những người khác. Tại vì ai cũng vậy hết, nếu mà chỉ nhận quà mà không có biết cái người cho quà làm việc khó khăn như thế nào, phải tiết kiệm như thế nào mới có được cái đồng tiền đó để mà cho mình, thì
những người nhận quà đó họ nghĩ rằng những người khác cũng phải cho họ như vậy. Thành ra vô hình chung những người đó tạo ra một áp lực cho những người xung quanh họ. Rồi cái thứ hai nữa là Tết đến, tạ ơn, lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, Tết Tây, Tết Ta thì chúng ta sẽ gặp nhiều bạn bè, rồi con cái từ xa về, bạn bè từ xa đến, có người từ Việt Nam cô này đi du lịch, đi thăm chúng ta. Thì khi mà gặp nhau như vậy là tất nhiên có chúng ta sẽ có phải có chuyện để mà nói với nhau. Tại vì chẳng lẽ cứ gặp nhau rồi ngồi đó nhìn nhau không nói gì hết. Thành ra chúng ta sẽ nói về những vấn đề chính trị, những vấn đề tôn giáo, những về vấn đề kinh tế. Mà khi nói về chính trị hay là tôn giáo thì nhất là tính chính trị đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ gây ra những cái xung đột, những cái hiểu lầm cho nhau. Mà những cái xung đột đó, những cái hiểu lầm đó chúng ta có thể tránh được. Thật sự ra trong cái cuộc đời này nó không có gì là nó là hoàn hảo hết. Cái chính kiến nào, cái hệ thống chính trị nào nó cũng có những cái lỗi lầm của nó cũng có những cái xấu của nó, cái đẹp của nó. Cho nên không có hệ thống chính trị nào, không có tư tưởng chính trị nào, không có hệ thống tôn giáo nào, không có cái tư tưởng hệ thống tôn giáo nào, tư tưởng tôn giáo nào nó là hoàn hảo hết. Nếu mà chúng ta suy nghĩ được như vậy thì chúng ta sẽ lắng nghe được người khác được nhiều hơn. Mà khi mà chúng ta lắng nghe được người khác nhiều hơn, chúng ta nghe được nhiều hơn thì có lẽ là cái người mà nói chuyện với chúng ta cũng sẽ vui hơn. Mà họ cũng sẽ lắng nghe lại với mình. Thành ra như Việt Nam có câu có qua có lại mới toại lòng nhau thì như tôi đã trình bày, cũng đã chia sẻ với quý vị trước đây đó. Nếu mà mình muốn người ta đối xử với mình tốt thì mình cũng phải đối xử mình ra tốt, chứ còn nó không cái con đường đó là hai chiều chứ không phải là một chiều. Tới đây thì tôi cũng sẽ ngưng lại để xin truyền qua cho Peter. Dạ vâng, thì cái đề tài nó rất là rộng quý vị. Thì thực sự ra mình nói chung chung là tuy nhiên là ai cũng sẽ làm những cái việc này trong những ngày lễ, là cái gì là thường thường là quý vị sẽ có nhiều tiệc tùng nè, ăn uống rất là nhiều đúng không, ai cũng sẽ ăn rất nhiều, rồi mình sẽ có những cái chốt, những cái chọc kẹo về vấn đề cholesterol này, chắc chắn là ai cũng sẽ có cái chốt đó là ồ thôi ăn cho đã đi, rồi cái gì qua năm sau là mình sẽ có những mục tiêu mới để thay đổi là bắt đầu xuống cân, tại vì bây giờ đang là thời gian để hưởng thụ mà ăn uống mà rồi ăn uống thật là nhiều khi không kiểm soát luôn, cứ ăn uống thôi. Rồi phần khác là bắt đầu đi mua sắm, mua quà, mua đồ, chúng ta xài thường thường là chúng ta mua đồ cho những người khác, bạn bè, con cái, người thân vân vân. Nhiều khi chúng ta cũng chưa chúng ta cái gì nữa hết, mà chúng ta bỏ rất nhiều thời gian mua cho những người khác trước cái đã. Đó là những cái bận rộn mà chung chung mình thấy ở ngoài. Đó là những cái mà nhiều khi kêu là ngày lễ để cho mọi người đến gần nhau hơn, để vui với nhau hơn. Nhưng mà nhiều khi những cái lo lắng về vật chất đó nó lại vô tình làm ra một cái áp lực vô hình mà quý vị nhiều khi không biết. Nhiều khi năm nào quý vị cũng nghe bạn bè nói hoài, ồ giờ phút chót rồi mà vẫn còn đi mua quà, tại sao lại lạ như vậy, đi phút chót rồi thì thôi bỏ đi còn phải đi chạy đi mua quà để làm cái gì. Nhưng mà nhiều khi cái sự bận rộn làm ăn công việc, rồi nhiều khi mình thương người bạn đó quá hay người thân đó quá, mình muốn họ có món quà để vui thì mình ráng đi mua trong cái giờ phút chót như vậy. Thì xin quý vị đừng dài máy, sau khi một chút xíu thương mại chúng tôi sẽ quay lại để cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị về đề tài những ngày lễ sắp tới.